ca sĩ Hạ Uyển Linh, tôi muốn chinh phục dòng nhạc khó. Sở hữu chất giọng hiếm có và được đào tạo âm nhạc bài bản nên ca sĩ Hạ Uyển Linh là giọng hát được công chúng yêu mến và giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 2018, cô giành giải quán quân cuộc thi dấu chân showbiz. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, cô không tranh thủ cơ hội để nhanh chóng phủ sóng với công chúng mà vẫn chuyên tâm với việc học hành tại Nga. Theo học ngành opera, nhưng cô lại giờ mắt album DVD tình với những ca khúc thuộc dòng nhạc quê hương, trữ tình và cả nhạc nhẹ. Cô đã chia sẻ với chúng tôi về mâu thuẫn này. Uyển Linh bắt đầu đến với âm nhạc như thế nào? Tôi có duyên với âm nhạc là được di truyền từ mẹ của mình. Ngoài việc tôi rất thích nghe mẹ hát ru, thì tôi cũng thường xuyên chăm chú lắng nghe các dòng nhạc khác được phát trên đài và TV như chèo, dân ca, quan họ, nhạc dân gian. Mẹ nói tôi là đứa bé rất dễ nuôi, mỗi khi khóc nhè chỉ cần bế dỗ dành vài ba câu rồi múa và hát lên là tôi lại nín thinh, thậm chí còn nhoẻn cười. Khi đi học, thầy cô tổng phụ trách và hiệu trưởng cấp 1, cấp 2 nhận thấy tôi là đứa trẻ có năng khiếu nổi bật về ca hát và nói chất giọng của tôi rất kỳ lạ, đẹp một cách đặc biệt, có một cái rất riêng, trong thanh nhạc không dễ bị lẫn với các ca sĩ khác nên thầy, cô đã trò chuyện, tâm sự với gia đình tôi và khuyên gia đình tôi nên cho tôi theo học nghệ thuật ca hát chuyên nghiệp ngay sau khi kết thúc cấp 2 và rồi. Ngay sau đó mẹ đăng ký cho tôi thi vào trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Tôi được sinh ra ở một vùng quê bình dị, cả xã tôi hầu hết ai cũng nói ngọng và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bị ngọng chữ N và lớn lên trong lúc hát đã khiến các thầy cô nhiều lần dở khóc, dở cười, ví dụ như bài dân ca quan họ, lóng lánh, lúng liếng. Và rồi với sự nghiêm túc của mình, tôi đã cố gắng sửa việc hát và nói ngọng trong nửa học kỳ một năm thứ nhất thành công. Opera chính là dòng nhạc mà tôi đã theo đuổi tập luyện tròn một thập kỷ nay. Quả thực là một chặng đường dài, một dòng nhạc, một loại hình nghệ thuật biểu diễn rất khó nhằn. Không phải ai cứ có giọng là đều có thể theo hát opera chuyên nghiệp và đều có thể trở thành nghệ sĩ opera chuyên nghiệp được. Nhưng trên con đường học tập ca hát suốt 10 năm qua, tôi thấy mình thật may mắn khi được nuôi dưỡng kiến thức trình độ chuyên môn cũng như nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc mạnh mẽ bởi 4 người thầy đáng kính vô cùng. Mỗi người thầy trong tôi đều như kim chỉ nam soi sáng, chắp cánh cho ước muốn, say mê với âm nhạc của tôi được bay cao và bay xa hơn. Trước khi nhận học bổng du học ở Nga, Uyển Linh đã có những thành tích gì? Một vài thành tích nho nhỏ của tôi trước khi nhận học bổng toàn phần du học Nga như đạt thành tích xuất sắc trong liên hoan ca múa nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật năm 2010, đạt giải đặc biệt trong cuộc thi tiếng hát sông Thương lần thứ 2 năm 2014. Đạt giải 3 sao Mai tỉnh Bắc Ninh phong cách thính phòng và đại diện tỉnh Ninh Bình tham gia vòng loại khu vực miền Bắc năm 2015. Nhớ lại thời điểm biết tin mình nhận được học bổng du học toàn phần tại Nga, ban đầu tôi khá phân vân vì biết phải đối đầu với rất nhiều khó khăn khi phải xa gia đình. Nhưng tôi hiểu rõ đây là một cơ hội hiếm cho mình. Trải qua gần 5 năm tu nghiệp opera tại Nga, tôi đã được biết thêm về một ngôn ngữ mới, một nền văn hóa mới, những người bạn mới. Được học tập và rèn luyện một cách bài bản chuyên sâu về kỹ thuật thanh nhạc, được va chạm với các cuộc thi thanh nhạc chuyên nghiệp. Quan trọng hơn cả, tôi cũng rất đam mê với opera, sâu thẳm trong tôi rất mong muốn có cơ hội chinh phục dòng nhạc khó nhằn này và học được cách mở rộng phạm vi quãng giọng hát, phát triển được âm khu tự nhiên một cách dễ dàng mà trước đó ở Việt Nam tôi chưa làm được. Âm nhạc Nga có ảnh hưởng như thế nào đối với Uyển Linh? Với cá nhân tôi, các tác phẩm âm nhạc Nga không chỉ có giai điệu đẹp, trữ tình, lôi cuốn, hấp dẫn hay hào hùng, rực lửa, thôi thúc ý chí nghị lực kiên cường mà ở đó còn tập trung những kỹ thuật thanh nhạc vô cùng phong phú và phức tạp như legato, staccato, passis, chạy nhiều nốt nhanh chậm khác nhau, ngân dài, hát nhanh, nhảy quãng lên xuống, hòa mỹ, rung láy. Cũng nhờ có cơ hội được học tập bài bản chuyên sâu ở Nga cùng với những tác phẩm âm nhạc Nga, Đức, Pháp, Ý, Anh mà tôi đã dễ dàng chinh phục được những tác phẩm có độ khó cao. Thật ra là tôi đã rất thích những dòng nhạc này ngay từ lúc mới bắt đầu học hát. Và tôi cũng có ước muốn ngay sau khi kết thúc khóa học bên nước ngoài sẽ trở về Việt Nam thực hiện album đầu tay với những ca khúc quen thuộc đi cùng năm tháng, đã khắc sâu vào tâm trí của hầu hết người dân Việt Nam. Và tôi muốn được thử sức mình, đưa những cảm xúc về đa sắc màu vào trong album đầu tay của tôi qua các ca khúc dân gian, trữ tình, quê hương với tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình người và tình yêu quê hương, rất mong được khán giả đón nhận. Dự định của Uyển Linh trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tập luyện và làm việc, cũng như trau dồi nhiều hơn nữa để tương lai sẽ cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa phục vụ khán giả. Cảm ơn Uyển Linh.